Shop Hoa Lan đường Bản Đôn Yến Nhi xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác yêu hoa lan trên cả nước nhé. Phiên tối nay em lên cho các bác là gồm một số mặt hàng là bao chuẩn hàng rừng của Buôn Đôn luôn. Tại vì em bán hàng Buôn Đôn là em chỉ bán hàng Buôn Đôn, em không trà trộn hàng này hàng kia về bán đâu các bác nhé. Em chỉ bán đúng chuẩn mặt hàng, còn bác nào mà thích sưu tầm thì các bác cứ nên sưu tầm nhé. Tại vì hàng Buôn Đôn bữa nay thì giá nó hơi bị cao nên chen dành nhau mua nên hàng nó lên giá đó. Nên bây giờ thì nhiều người bán vạn người mua mà các bác, nên các bác nào mua được, cảm giác mua được, nếu mà thích hàng Buôn Đôn chuẩn vùng miền thì các bác cứ mua bên em nhé. Đó, bên em thì em sẽ giới thiệu từng đơn hàng. Thì em sẽ đến đơn hàng đầu tiên này, một cây trâu này, một cây nhé, hai cây này. Đó, cái này thì nó bị xem lá một xíu, lá gốc này, nhưng mà hai cái lá bên thì rất là đẹp. Ba cây đó, ba cây trâu to đẹp như thế này, bắt đầu chốt hình đầu tiên có giá là 250k, bắt đầu yêu hình số 1 có giá 250 nha. Sau hình số 2 là đơn hoàng nhạn rời nha các bác nhá. Đó, một cây, cả cây nhỏ cây to nhá. Cây số 2 này lá mít siêu đẹp luôn. Cây số 3, cây số 4 này, cây số 5 này thân dừa rất là vip luôn này. Số 5 này, số 6, số 7, số 8, số 9 này, số 10, cây số 10 này là bị, nói chung là bị gãy miếng lá này thôi. Đó, vào mùa ảnh hưởng cháy rừng là cái lá nó bị cháy hết phần nếp lá, nhưng mà giờ cái lá nó hồi lại, nhưng mà vẫn bình thường, về các bác trồng nó sống tự nhiên. Bắt đầu chốt đây này, em để giá là 280k đơn to này nhá. Hình số 2, hình số 3 là đơn quế tím, toàn là cây to không này. Đó, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12, 13, 14, 16. Đó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cây. Đơn quế này là 29 cây nha các bác. Bắt đầu chốt đơn này toàn là quế to to, để quế đẹp không? 130k đơn quế này nha. Đó, tặng cây tam bảo sắc này. Tam bảo sắc này, 130, bắt đầu chốt hình 3 cho em. Hình số 4 là đơn hoàng nhạn nguyên bản nha các bác. Đơn hoàng nhạn nguyên bản này. Đó, các anh chị nào mà chốt đơn thì cứ liên hệ qua số em nha. Đây, đơn hoàng nhạn là 1 cây này, 2 cây này, đó, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này, 8 cây. Đó, bắt đầu chốt đơn này, 8 cây hàng giống rất là xinh, 150k. 8 cây hàng giống rất là xinh, 150, hình số 5, hình số 4. Sao hình số 5? Hình số 5 là đơn nó to hơn nha các bác. Đó, 1 cây, 2 cây, 3 cây. Đây là hoàng nhạn tháng 4 nhé, Buôn Đôn nhé. 4 cây hoa cực kỳ thơm luôn các bác nhé. 5 cây lá mít siêu đẹp này. 6 cây, đó, gốc này là 2 cây luôn này. 7 cây này, cây này lá mít này. 7 này, 8 này, và 9 này. Đó, bắt đầu chốt đơn này rất là nhiều, 200k. 200k hình số 5. Hình số 6 này là cây to hơn nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 7 cây to to chung chung bằng nhau, 200k, hình số 6, sang hình số 7 rất là nhiều luôn các bác này. Hình số 7 là 1 cây này, 2 cây này, một gốc này là 3 cây luôn nhé. Đó, cây gốc thứ 2, gốc thứ 3, gốc thứ 4 này là 4 cây luôn, chi chít luôn các bác, hàng chi chít như thế này. Gốc thứ 5 này, đơn này là 5 gốc mà nhiều cây luôn. Bắt đầu chốt yêu thương đơn này, 200k này. 200k bắt đầu chốt hình số 7 cho em. Sang hình số 8 này, 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây và 6 cây này. Đó, 6 cây chung chung to bằng nhau, 200k này. 200k đơn hoàng nhạn, hoa cực kỳ thơm luôn. Đó, hình 8, hình 9. Hình 9 này bắt đầu 1 cây này, 1 cây sau lá mít siêu đẹp luôn. Đó, 1 cây, 2 cây, 2 cây lá mít nhá, 2 cây lá mít to này. Đó, 2 cây, 3 cây và 4 cây. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 230k này, 230 đơn này nhé. Đó, lá mít siêu xinh luôn, hình 9. Sau hình 10 là cây hoàng nhạn cực kỳ vip luôn. Cây này về các bác này. Đó, rất là to luôn các bác này. Cây này là 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá này. Hoàng nhạn này 4 cặp lá. Cây thứ 2 này 1, 2, 3, 3 cặp rưỡi lá này. Cây khúc nguyên bản này cực kỳ to luôn. Đó, cây khúc nguyên bản này về các bác có thể chơi được cây lúa luôn. Đó, lúa này là về các bác có thể trồng cây khác được luôn nha các bác nhé. Đó, cây này là nó mọc ra từ như thế này rồi. Đó, một cây nhạn là một gốc hai cây như thế này, lúa rất là to luôn. Lúa này là lúa cây giàu nha, các bác có thể mang về chơi lâu năm luôn.
Đó, cây này còn bác nào mà thích mang về chơi lúa thì các bác chơi, còn không thì mang về chơi cây thì em sẽ chặt bớt đi cây cây khúc nguyên bản này cho nó gọn này. Đó, còn bác nào mà thích hàng về lúa này khỏi còn mua lúa này kia, các bác cứ mang về, các bác có thể trồng cây khác bỏ vào khúc lúa to vip này như thế này nha các bác nhé. Đó, khúc lúa rất là vip đẹp luôn, 200k đơn hình số 10. Hình 11 là đơn nhất điểm hồng nguyên bản một này, thân rất là nù luôn các bác này, thân rất là nù chi tiết luôn, một khúc này, hai khúc này, đó hai khúc nguyên bản nha, hai khúc nguyên bản, một cây một đơn rời này, một đơn rời khủng to này, đó thêm một cây đơn rời này, ba đơn rời với lại hai khúc nguyên bản. Đơn này bắt đầu chốt em để giá là 200k hình 11 là đơn nước biển hồng. Sang hình 12 là đơn combo, là em có đơn này là cây hải âu này, bạch ngọc hải âu nha các bác nhá, hoa rất là thơm luôn, hoa nói chung là thơm nhẹ thôi nhưng mà hoa rất là đẹp. Đó, cây này là mẹ bồng ba con, hai con luôn này, đó toàn là cây khủng khủng không. Em tặng cho các bác một bụi kiến siêu đẹp luôn này, nó là chốt đơn là 100k nhé, 100k bác này chưa có mặt hàng như thế này, hoa rất là đẹp luôn. Đó, cái hàng kiếm này nó biết đẻ ra rất là nhiều cây con, rất là nhiều tép luôn bác này, nó là chốt hình 12. Sang hình 13 là em có cặp châu mít này, cặp châu mít xếp này, một cây này, hai cây này, đó hai cây to này, bác này chốt đơn này em để giá là 250k nha, 250k đơn này nha bác nhá, hai cây to này, cây lá mít xếp hình 13. Hình 14 là đơn hoàng nhạn nguyên bản tiếp theo này, một cây này, đó hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm này, sáu này, bảy này, đó bác này chốt đơn này em để giá là 140k, 140 đơn này, bác này chốt hình 14. Sang hình 15 là đơn nó to hơn và đẹp hơn nha, một gốc này là hai cây rất là vip luôn, cây số 3, cây số 4 và cây số 5, 5 cây rất là đẹp như thế này, bắt đầu chốt yêu xìn này 200k, 200k hình 15 nhé. Sang hình 16 là em có cây hoàng nhạn rất là to luôn, đó cây rất là to vip luôn này, cây này 1, 2, 3, 4 cặp lá luôn này, cây lá xếp chữ V rất là đẹp, cây này sang năm các bác có thể đón hoa là hai ngọn hoa luôn, cây to nhé, 200k hình 17, hình 16. Sang hình 17, hình 17 nha các bác, một cây là một gốc hai cây rất là đẹp, lá mít này chi chít luôn, cây số 3, cây số 4, đó cây số 5, cây số 6, một gốc hai cây luôn, cây số 7 và cây số 8. Đơn này là hả, con đó bắt đầu chốt này, 2 4 6 7 cây, 2 4 6 8 cây luôn tổng thể, nhưng mà rất là nhít, ít khúc, 1 2 3 4 5 6 6 khúc mà 8 cây, toàn lá mít xinh đẹp luôn, 200k. Đơn này chốt hình 17. Sang hình 18, hình 18 là đơn hoàng nhạn nhé, một cây, hai cây, ba cây này và bốn cây này, đó bốn cây hoàng nhạn rất là đẹp như thế này, đó có giá là 100k, 100k hình 18. Hình 19 là đơn quế tím chi chít luôn, đó cả nhỏ cả to này, bắt đầu chốt đơn quế tím này em để giá 100k rất là nhiều luôn các bác này, cả mớ cả lô luôn á, 100k hình 18, 19. Sang hình 20 nha, hình 20 là em có đơn trâu rất là đẹp, đó cặp trâu mít này, một cây này lá mít siêu xinh luôn, một cây, hai cây lá mít này, đó cây thứ ba là nguyên bản mít, cây thứ tư là nguyên bản mít rất là xịn sò, bắt đầu chốt đơn này em để giá là 300k thôi nhé, 300k hai cây rời to và hai cây nguyên bản rất là vừa vừa đẹp, bắt đầu chốt hình 20. Sang hình 21 nha các bác nhá, hình 21 là cây trâu toàn cây to to, một cây này, hai cây này, ba cây này, đó và bốn cây to to chung chung bằng nhau, bắt đầu yêu thương đây này em để giá là 300k này, 300k bốn cây to nhá, bốn cây to chung chung bằng nhau hết nha các bác nhá, bắt đầu chốt hình 21. Sang hình 22 là đơn trâu nguyên bản xin luôn này, một gốc hai cây này, cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm hai cây luôn, cây thứ sáu, cây thứ bảy này, cây thứ tám này, cây thứ chín này, cây thứ 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 và 15 cây, bắt đầu chốt đây là 150 cho em này, 15 cây, 150, 15 cây nha các bác nhá, ít gốc mà nhiều cây. Hình 22, hình 23, một cây này, hai cây này lá mít siêu đẹp, cây to này, hai cây này, ba cây này lá mít rất là ngắn lùn như mít đồng xu luôn, và bốn cây này, đó bốn cây lá mít này, bắt đầu chốt yêu thương đây này em để giá là 270k nhé, 270 đơn lá mít hình 23. 24 là đơn trâu này, đó đơn trâu này một gốc hai cây nhé, hai cây này, cây này là nó bị gãy ra rồi, em tính là hai cây thôi, hai cây, ba cây này,
lá mít đây, 4 cây lá mít to luôn và 5 cây đó, cây cho lá mít rời như thế này. Ban đầu chốt đây này em để giá là 140k, hiện 23 24, sao hiện 25, hiện 25 em có 2 cây rời nha các bác, 2 cây cho rời to này, 1 cây này, 1 cây này, bị lỗi một xíu lá này, 2 cây, 2 cây mít to như thế này ban đầu chốt 200k này, nó lỗi lá mới để giá đó, nhưng không cây này phải 300k đấy. Mới được chốt thì 25, 200k. Thì 26, 1 cây này, 2 cây này, hàng này nói chung là lỗi nguyên bản thôi, nhưng mà để ra rẻ 3 cây, bắt đầu chốt 3 cây to như thế này, 130 cho em này, 130k thì 26, 27 nhá, 27 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5, 6 cây, 6 cây nguyên bản như thế này, bắt đầu chốt yêu thương 200k này, 200k thì 27, thì 28 là cây chị em 1 cây này, 2 cây, cây này là nó bị xém xém lá nha các bác nhé, nhưng mà lá mít được xém xém lá này, 3 cây này, đó, cây này toàn là cây to, 3 cây này bắt đầu chốt 150 cho em nhé, bị đổi một xíu lá này, bắt đầu chốt hình 28, 150, hình 29 là cây hoàng nhạn cặp mít rất là đẹp này, cặp mít xếp rất là đẹp này, đó, cặp to, bắt đầu chốt hình này em để giá là 230 này, 230k đơn này nhé, hình 29, sang hình 30 này, 1 cây, 2 cây và 3 cây, 3 cây chung chung to bằng nhau này. Đó, bắt đầu chốt đây này 100k nhá. 100k 3 cây chung chung bằng nhau chi chít này. Bắt đầu chốt hình 30 100k. Hình 31 là đơn quế tím nguyên bản này, 1 cây, một góc 4 cây nha. 4 cây này. 1 cây này. Cây thứ 2, cây thứ 3, thứ 4, trời ơi quế tím toàn cây đẹp luôn các bác ơi, nguyên bản này. Đó, cây khủng này, cây to này. Bắt đầu chốt đây này 1 2 3 4 5 6 7 8 khúc. 8 khúc mà nhiều cây luôn, chi chít luôn bên này nhá. Nó bắt đầu chốt đơn này 200k cho em, hình 31. Hình 32 là đơn nhãn nguyên bản này, 1 cây này, 2 cây này, cây này cây móc câu nha, 2 cây, 3 cây, cây này còn rong rêu luôn, 4 cây này. Bắt đầu chốt đơn 4 cây này 200k này, 200k. Ao, khát bắt lê bụng hình. Bơ 200k, bắt đầu chốt hình 31, hình 32, hình 33 là cặp châu mít xếp này, 1 cây này và 2 cây, cây này một góc 2 cây luôn các bác nhá, một góc 2 cây còn giữ lá gốc hết nha, còn giữ lá gốc hết này. Bắt đầu chốt đây này em để giá 200k, 200k hình 33, 34, 34 là một cây châu lá mít thân dừa này, bắt đầu thích cây này về kích ra cây con thì được luôn các bác này, lá mít bắt đầu chốt con này 100k nhá, 100k hình 34, 35 là cây một gốc 3 cây luôn, lá mít này 1 cây, một gốc này cũng 4 cây luôn chi chít, bắt đầu chốt cặp này 100k này, 100k, 35, 36 là một cây nguyên bản này, 2 cây này, 3 cây này và 4 cây này, cây lá mít siêu xinh luôn, lá mít này, bắt đầu chốt đơn này 200k hình cuối cùng. Đó, phiên tối nay em chỉ có vài số đơn hàng đấy, các anh chị nào mà chốt lên đơn thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em xin chào toàn thể các bác.